Ngôi sao võ thuật gốc Việt Cung Lê thách thức Từ Hiểu Đông. Hôm 5 tháng 5, phản ứng về thất bại của võ sư Thái Cực Quyền dưới tay Từ Hiểu Đông, cộng thêm việc Từ Hiểu Đông chê bai võ thuật cổ điển Trung Hoa thiếu tính thực chiến, Cung Lê đã viết trên trang cá nhân của mình. Các bạn nghĩ sao về chuyện này? Theo tôi, MMA là bước tiến hóa mạnh mẽ của võ thuật, nhưng tôi nghĩ anh chàng Từ Hiểu Đông nên dành sự tôn trọng cho võ sư Thái Cực Quyền. Tôi rất muốn được chứng kiến cách anh ta chiến đấu với võ sĩ tán thủ. Cách đây một ngày, Cung Lê đã viết ngắn gọn trên trang Facebook cá nhân: "Tôi là người mà cậu đang tìm đây." Dòng trạng thái như lời thách thức tay võ sĩ ngạo mạn Trung Quốc. Từ Hiểu Đông và Cung Lê đều xuất thân từ tán thủ. Nếu quả thực hai người thượng đài, Cung Lê sẽ đấu với kẻ ngạo mạn kia trên tư cách đại diện tán thủ. Tuy nhiên, đẳng cấp ngôi sao lừng lẫy một thời có lẽ không cho phép Cung Lê đấu với võ sĩ mới nổi nhờ scandal này. Chỉ cần thành tích của Cung Lê thôi cũng đủ khiến Từ Hiểu Đông run rẩy. Trước khi đến với MMA, Cung Lê là võ sĩ bất khả chiến bại ở bộ môn kickboxing với thành tích vô cùng ấn tượng. Đấu 17 trận và toàn thắng, trong đó có 12 trận thắng knockout. Sau đó, võ sĩ gốc Việt còn giành chiến thắng vang dội ở đấu trường UFC khi đấu 12 trận, thắng tới 9 trận, trong đó 8 trận thắng knockout. Anh là một trong những võ sĩ 100% dòng máu châu Á, thành công nhất đấu trường MMA mọi thời đại. Cung Lê sinh ngày 25 tháng 5 năm 1972. Ông là diễn viên điện ảnh, cựu võ sĩ kickboxing và MMA. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2008, Cung Lê đã gãy tay Shamrock trên sàn đấu Street Fox, tước lấy đai vô địch hạng trung. Sau đó, ngôi sao gốc Việt từ bỏ Street Fox để theo đuổi nghiệp điện ảnh và MMA. Năm lên 10 tuổi, mẹ của Cung Lê cho phép anh luyện tập Taekwondo để tự vệ. Bắt đầu từ lớp học võ đầu tiên này, Cung Lê không ngừng tiếp thu các môn võ khác nhau như đồ vật, Brazilian Jiu-Jitsu, tán thủ, Muay Thái và trở thành võ sĩ chuyên nghiệp với hơn 35 giải thưởng võ thuật, 3 lần đoạt chức vô địch thế giới. Với những thành tích vang dội đó, Cung Lê đã được lên trang bìa những tạp chí võ thuật nổi tiếng như Inside Kung Fu, Black Belt Magazine hay Martial Arts Institute. Cung Lê 3 lần đoạt chức vô địch giải US Open International Martial Arts Championship. Anh đã 3 lần làm đội trưởng của đội tuyển quốc gia Mỹ, tham gia giải vô địch Ushu Thế giới tổ chức tại Italy năm 1997 và tại Hồng Kông năm 1999 với tư cách đội trưởng. Sau khi chuyển sang thi đấu UFC, Cung Lê cũng đạt được những thành công lớn. Một trong số các chiến thắng ấn tượng nhất chính là màn đánh bại Rick Franklin, huyền thoại UFC vào năm 2012 tại Macau. Cung Lê cũng là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hollywood. Anh tham gia trong các bộ phim đình đám như Fighting, Panther Room, Dragon Eyes, Thập Nguyệt Vi Hành, The Man with Iron Fist và Nhất Đại Tôn Sư.